Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh PN YouTube. Các bạn thân mến, tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông đã kéo dài vài thập kỷ. Trong quá trình tranh chấp kéo dài và phức tạp đó, biện pháp chủ yếu mà Việt Nam thực hiện là đàm phán ngoại giao. Sau vụ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, cũng có những ý kiến kêu gọi Việt Nam nên có một vụ kiện tương tự. Nhưng đứng trước thực tế Trung Quốc phớt lờ phán quyết của tòa trọng tài, thì một vụ kiện liệu có giải quyết được gì? Mặc dù vậy gần đây, cách tiếp cận vấn đề của chính phủ Việt Nam dường như có sự thay đổi khi Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tuyên bố công khai rằng Việt Nam có thể xem xét cả giải pháp pháp lý để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Phân tích về tuyên bố này, một giáo sư tại cao đẳng chiến tranh hải quân của Mỹ đã viết một bài dài đăng trên tờ Lawfare Blog. Trong chương trình hôm nay, tôi xin dịch tóm tắt các ý kiến chủ đạo của bài viết để quý vị tham khảo. Bài viết như sau. Việt Nam và Trung Quốc đã tranh cãi về các yêu sách trên biển Đông trong gần 50 năm qua. Tuy nhiên lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2019, các quan chức Việt Nam đã công khai tuyên bố có thể khởi kiện chống lại Trung Quốc, một việc làm tương tự với vụ kiện của Philippines hồi năm 2016. Kể từ tháng 11 đó, đã có thêm những dấu hiệu là chính phủ Việt Nam khá nghiêm túc Bất chấp những thành quả mà Philippines được thụ hưởng là hạn chế khi họ tham gia vào vụ kiện. Trong bài viết này, tôi sẽ giải quyết hai câu hỏi của vấn đề. Đó là động lực nào khiến chính phủ Việt Nam xem xét bước đi này trong thời điểm này và hai là Việt Nam có thể thu được cái gì. Trước hết, một yếu tố khá quan trọng là quyền phát triển các nguồn tài nguyên dầu khí dưới thềm lục địa của Việt Nam. Mặc dù Công ước Liên hợp quốc về luật biển đã cho Việt Nam quyền với tài nguyên trong lòng biển và dưới đáy biển ở trong phạm vi 200 hải lý tính từ bờ biển của mình, nhưng Trung Quốc viện cớ quyền lịch sử để yêu sách hầu hết các nguồn tài nguyên đó thông qua đường chín đoạn của họ. Đường chín đoạn này bao quát khoảng 80% diện tích biển Đông, nhưng nó cũng đã bị các trọng tài tuyên bố là không hợp lệ trong phiên tòa mà Philippines khởi kiện. Bất chấp việc bị thua kiện, Trung Quốc đã không từ bỏ yêu sách Suốt năm 2019, các tàu của chính phủ Trung Quốc đã quấy rối các nỗ lực khảo sát dầu khí của Việt Nam trong một khu vực rất giàu tài nguyên gọi là Bãi Tư Chính. Xa hơn nữa về phía Bắc, năm 2011, tập đoàn Epson Mobi và Petro Việt Nam đã phát hiện lượng dầu khí đáng kể cho khai thác thương mại ở lô 118 của Việt Nam. Mỏ cá voi xanh, tức là nơi mà hai công ty này đang cố gắng phát triển, chỉ nằm cách bờ biển Việt Nam 50 hải lý, nhưng nó cũng nằm trong khu vực rộng lớn mà Trung Quốc yêu sách. Một quyết định cuối cùng nhằm tiến về phía trước được kỳ vọng sẽ được công bố vào lúc nào đó trong năm nay và do đó, việc giành được sự rõ ràng về quyền hợp pháp đối với các nguồn tài nguyên trong khu vực này có thể là một lý do chính để Việt Nam khởi kiện. Một yếu tố thứ hai là quyền đánh bắt cá trong 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế và trong vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa chính phủ Việt Nam không chấp nhận lệnh cấm đánh cá hàng năm của Trung Quốc, một lệnh cấm nhằm kiểm soát và kiềm chế các hoạt động đánh cá của Việt Nam trong các khu vực trồng lấn với đường chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra. Đưa ra phân xử trong khu vực này sẽ làm rõ ràng quyền hợp pháp đối với nguồn tài nguyên và chấn an một số áp lực nội địa về việc bảo vệ ngư dân Việt Nam. Sự phẫn uất trong nội địa là một lực lượng mà cần phải được quản lý cẩn thận sau khi có vụ người Việt Nam biểu tình bạo động đập phá các công ty của người Trung Quốc ở Việt Nam. Một khía cạnh nữa, như đã nói ở trên, là Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp về chủ quyền đối với Hoàng Sa, một nhóm đảo nhỏ nhưng có tầm quan trọng chiến lược nằm giữa bờ biển Việt Nam với đảo Hải Nam của Trung Quốc. Nhóm đảo này đã được Việt Nam tuyên bố chủ quyền từ lâu, nhưng lực lượng Trung Quốc lần đầu chiếm đóng một số thực thể địa lý ở đây vào năm 1955 khi Việt Nam vừa qua cuộc kháng chiến chống Pháp để giành lại độc lập. Năm 1974, Trung Quốc đánh một cuộc hải chiến nhỏ nhằm vào lực lượng Việt Nam Cộng Hòa để chiếm nốt những vị trí còn lại trong tay người Việt. Kể từ đó, Trung Quốc đã củng cố kiểm soát trên quần đảo này, xây dựng căn cứ quân sự và quấy rối hoặc là bắt giữ ngư dân Việt Nam khi họ đánh cá ở đây. Mục đích quan trọng nhất đằng sau việc Việt Nam dọa dạ kiện có lẽ là để đạt được sự rõ ràng về quyền đối với tài nguyên và để có chỗ dựa nhằm ngăn chặn sự can thiệp của trung quốc nhưng sự can thiệp của trung quốc đối với hoạt động khai thác tài nguyên không phải là thách thức mới đối với việt nam bên cạnh đó các áp lực chính trị nội địa về việc phải bảo vệ ngư dân trước sự quấy nhiễu của trung quốc cũng không phải là chuyện lớn cả hai vấn đề này đã được quản lý thông qua ngoại giao trong quá khứ vậy thì hiện nay có điều gì khác biệt việc việt nam dọa kiện trung quốc diễn ra giữa bối cảnh các cuộc đàm phán đa phương giữa khối asean với trung quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Việc đàm phán để xây dựng bộ quy tắc này đã kéo dài hai thập kỷ. Các bên có thể đã gần đạt được thỏa thuận và có một số đồn đoán rằng tất cả các bên đang tìm cách để tạo sự đã rồi trước khi đi đến thỏa thuận cuối cùng với một hiện trạng mới. Đối với Việt Nam, người ta muốn hiện trạng đó phải cung cấp cho họ các đặc quyền đối với nguồn tài nguyên dầu khí dưới thềm lục địa của mình dựa trên luật quốc tế. Điều này giải thích cho chiến lược của Việt Nam đất nước đang đối đầu với Trung Quốc trên biển để bảo vệ đặc quyền về tài nguyên. Chiến lược của Việt Nam là công khai thúc đẩy tính pháp lý của lập trường của mình, đồng thời chỉ ra tính chất không có cơ sở pháp lý trong yêu sách của Trung Quốc, trong khi vẫn duy trì các kênh mở đa phương trong ngoại giao. Ngược lại, Trung Quốc lại tin rằng một hiện trạng mới thì phải thừa nhận lợi ích lịch sử của họ ở Biển Đông, bao gồm ít nhất là quyền khai thác chung đối với tài nguyên dưới đáy biển. Hơn nữa, ẩn dưới vẻ bề ngoài là một ý thức sâu sắc của Trung Quốc rằng họ phải được các nước nhỏ hơn ở Đông Nam Á chiều theo. Do đó, nếu Việt Nam chấp nhận quyền khai thác tài nguyên của Trung Quốc ở Biển Đông, thì điều đó cũng ngang với việc phục tùng sự thống trị của Trung Quốc. Đây là thông điệp ngầm của người phát ngôn ngoại giao Trung Quốc khi gần đây ông ta nói rằng Trung Quốc hy vọng Việt Nam tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc trên các vùng biển tranh chấp và không có các hành động làm phức tạp tình hình. Thật không may, ASEAN rất hiếm khi có thể đưa ra được một áp lực đa phương hiệu quả chống lại Trung Quốc về vấn đề biển Đông. Các thành viên ASEAN không thống nhất với nhau trong tầm nhìn chính trị liên quan đến Trung Quốc và các lợi ích cốt lõi của họ. Tranh chấp biển Đông là một vấn đề gai góc cho các quốc gia ASEAN hàng hải nhưng lại đặt ra một số rắc rối cho các quốc gia ASEAN lục địa. Do đó có rất ít cơ hội cho Việt Nam để triển khai một mặt trận Đông Nam Á đoàn kết chống lại sự xâm lấn của Trung Quốc. Về phía Mỹ, Mặc dù đang có sự gia tăng quan hệ, nhưng những phát triển an ninh giữa Mỹ và Việt Nam đã tiến triển rất chậm vì nhiều lý do. Việt Nam vẫn duy trì quan hệ an ninh và năng lượng sâu sắc và lâu dài với Nga, đất nước mà hiện nay vẫn là nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam. Mặc dù quan hệ Việt-Nga tiến bộ, nhưng nó đang ngày càng trở nên nhỏ bé trước sự gia tăng hiện diện an ninh và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Việt Nam đã tăng ngân sách quân sự lên gần 400% trong một thập kỷ từ 2005 đến 2014 nhưng khả năng của Việt Nam kém xa so với những sức mạnh quân sự mà Trung Quốc có thể mang đến biển Đông. Hơn nữa, việc Nga và Trung Quốc đang thân thiện hơn khiến Việt Nam phải đặt câu hỏi liệu Nga có hỗ trợ nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc. Điều này giải thích vì sao Việt Nam tích cực chuẩn bị cho việc thực hiện hành động pháp lý vào lúc này. Người Việt Nam hiểu rằng kiện sẽ không giải quyết được vấn đề dù cho họ thắng, thuyết phục Trung Quốc chấp nhận một trật tự ở biển Đông dựa trên luật pháp hơn là sức mạnh thô và quyền lịch sử sẽ còn là một cuộc chơi dài kỳ. Nhưng nếu Việt Nam thách thức Trung Quốc trong một tòa án, mục đích của họ sẽ là làm cho Bắc Kinh hiểu rằng họ không khoan nhượng. Trung Quốc cần sự ổn định ở Biển Đông để theo đuổi lợi ích lâu dài của họ trong việc phát triển một bộ phận hàng hải ổn định và đáng tin cậy của sáng kiến vành đai và con đường. Nếu Việt Nam thắng trong một vụ kiện quốc tế về quyền tài nguyên, Trung Quốc chắc chắn sẽ phải nhiều năm đối mặt với áp lực ngoại giao và quân sự từ Mỹ, Nhật, Australia, Ấn Độ, Vương quốc Anh, Pháp, cũng như các nước khác đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tích cực cho trật tự pháp luật quốc tế ở Biển Đông. Do đó, có thể việc đe dọa kiện sẽ có tác dụng tích cực cho các cuộc đàm phán song phương và đa phương của Việt Nam với Trung Quốc. Nếu không thì đi theo hướng phân xử của trọng tài quốc tế có thể là con đường tốt nhất cho Việt Nam để thay đổi xu hướng bất lợi của mình ở Biển Đông. Các bạn thân mến, tổng kết lại, quan điểm của tác giả bài viết cho rằng tuyên bố dọa kiện Trung Quốc của Việt Nam trước mắt là một phương pháp để gây sức ép lên Trung Quốc nhằm hỗ trợ cho các cuộc đàm phán về bộ quyết ứng xử ở Biển Đông COC đang diễn ra. Nhưng nếu như việc này không đạt được kết quả mong muốn thì Việt Nam có thể thực hiện khiếu kiện thật sự. Thực ra về chuyện kiện tụng thì không phải đến bây giờ chính phủ Việt Nam mới nói đến. Trước đây lãnh đạo Việt Nam đã từng nói thẳng khả năng kiện ra tòa với lãnh đạo Trung Quốc. Cụ thể là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn trong bài nói chuyện với Kiều Bào năm 2012 có kể rằng tháng 10 năm 2011, sau những vụ tàu Trung Quốc cắt cáp các tàu khảo sát dầu khí của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc để làm việc với mục đích ký kết được những nguyên tắc chỉ đạo giải quyết tranh chấp biển Đông. Trong cuộc gặp đó, Tổng Bí thư Trung Quốc khi đó là Hồ Cẩm Đào yêu cầu Việt Nam dừng khai thác dầu khí trong những vùng biển nằm trong đường chín đoạn với lý do đó là vùng biển của Trung Quốc. Đáp lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền 200 hải lý của Việt Nam. Chúng tôi khẳng định điều đó. Nếu Trung Quốc không đồng ý thì Việt Nam và Trung Quốc cùng đưa ra tòa án quốc tế. Tòa án phân xử thế nào thì chúng tôi chấp nhận như vậy. Tuy nhiên Hồ Cẩm Đào trả lời: Nếu nói như thế thì cần gì chúng ta phải ngồi đây bàn. Dù vậy cũng cần nói rằng sự việc năm 2011 là nói trong đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước rồi sau đó mới được tiết lộ cho công chúng. Còn Thứ trưởng Lê Hoài Trung nói gần đây là phát biểu công khai. Điều đó có nghĩa là Việt Nam hiện nay sẵn sàng khởi kiện chứ không phải chỉ là dọa dạ dẫm. Mặc dù vậy tôi cho rằng kiện tụng sẽ phải được phối hợp chặt chẽ với đàm phán ngoại giao để giải quyết trên bàn đàm phán là chính. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.